Nhờ được nghỉ ngơi, các cầu thủ đã có được sự phục hồi tốt hơn sau trận đấu căng thẳng của ngày hôm qua. Duy Mạnh đã không gặp chấn thương vào hôm qua, tuy nhiên Mạnh đã bị mất nước do thi đấu quá nhiều dẫn đến mệt mỏi. Đoàn Việt Nam đã cử thêm nhiều chuyên gia về y tế để có thể hỗ trợ tốt nhất cho đội tuyển Olympic Việt Nam. Vợ tôi đang ở Hàn Quốc, chúng tôi chỉ trao đổi những chuyện thường ngày qua điện thoại. Sau trận đấu ngày hôm qua, vợ tôi chỉ nhắn tôi vỏn vẹn một tin, anh đã vất vả rồi. Trong trận đấu tới, chúng tôi sẽ không có sự phục vụ của Văn Hậu. Cả Olympic Việt Nam và Olympic Hàn Quốc đều có những khó khăn riêng và đều phải trải qua 120 phút của các trận đấu tứ kết. Chúng tôi có những điểm yếu hơn so với Hàn Quốc. Lối chơi tập thể của Việt Nam cũng đòi hỏi nền tảng thể lực nhiều hơn. Đó chính là băn khoăn của tôi lúc này. Tôi sẽ cố gắng hết sức để những fan hâm mộ của Hàn Quốc, đội tuyển quê hương tôi sẽ không thất vọng. Và để cho các fan hâm mộ của Việt Nam, nơi tôi đang làm việc cũng không phải cảm thấy thất vọng. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.